Nếu bạn nghĩ rằng phẫu thuật thẩm mỹ chỉ để trang điểm một chút cho bản thân, thì bạn chưa nghe đến câu chuyện của Wang Qing, một KOL về làm đẹp tại Trung Quốc. Gương mặt của Wang đã trở thành hàng mẫu cho hơn 500 người khác, biến họ thành những bản sao hoàn hảo của cô. Với đôi mắt to tròn, cằm nhọn và mũi cao thẳng, Wang Qing không chỉ là một biểu tượng sắc đẹp mà còn là nguồn cảm hứng cho hàng trăm phụ nữ. Wang Qing, 30 tuổi, đã chi hơn 1 triệu nhân dân tệ khoảng 140.000 đô la Mỹ để có được vẻ ngoài trẻ trung như hiện tại. Cô không ngần ngại chia sẻ những khó khăn và đau đớn trong quá trình phẫu thuật để đạt được vẻ đẹp đóng băng thời gian. Điều này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ và không ít trong số họ đã tìm đến viện thẩm mỹ của Wang để tái tạo gương mặt của cô. Trinh Trinh, một fan của Wang, đã bỏ ra hơn 60.000 nhân dân tệ khoảng 8.500 đô la Mỹ để phẫu thuật giống thần tượng của mình. Cuối cùng tôi đã gia nhập vương quốc sắc đẹp của cô ấy, Trinh Trinh tự hào chia sẻ. Nhưng liệu trào lưu này có đáng để theo đuổi không? Mặc dù nhiều người cảm thấy tự tin và xinh đẹp hơn sau khi phẫu thuật, nhưng cũng không ít người cho rằng việc này làm mất đi cá tính riêng.